Rồi với ông Tom xin giới thiệu các bạn một bộ chén cổ sử dụng cho xe Honda. Hầu hết các loại xe Honda đều sử dụng chung chén cổ nha các bạn nha. Hàng này là hàng chính hãng nha các bạn. Hàng chính hãng mà có bi nha các bạn nha. Bi được đóng gói trong từng bịch như này nha các bạn.